Ừ, lại xin chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhé. Ở ngoài miền Bắc thì bắt đầu vào đến cái giai đoạn là chúng ta dưỡng ong. Thì ở trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho các bác mới nuôi ong là cách pha si rô đường cũng như là cho ong ăn vào thời điểm nào thích hợp nhất. Và cái đầu tiên ý, thì cách tỷ lệ pha si rô đường thì đơn giản thôi các bác. Đấy, các bác đun sôi nước lên và các bác pha với cái tỷ lệ nếu mà tốt nhất là 1:1. Đấy, một nước một đường, ví dụ một cân đường thì các bác pha 1 lít nước và các bác ngoáy đều lên. Và cho ong ăn ấy thì thường thường là chúng ta sẽ sử dụng cái đường hoa mai các bác. Đường hoa mai này hòa sau lớp nước thành nước màu đỏ này. Đó. Còn cái thời điểm cho ong ăn ấy thì báo cáo đối với các bác là ví dụ các bác, nhiều bác không biết là cho ong ăn ban ngày thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng là cướp mật, cướp si rô đường, xảy ra tình trạng là ong nó nhặng lên nó cắn nhau, thất thoát mất cái đàn quân của các bác rất là nhiều đấy. Còn thời điểm cho ong ăn thích hợp ấy thì các bác sẽ cho ong ăn vào cái thời điểm là chiều tối. Đấy, như hiện nay ngày hôm nay thì gió bắc về, nhưng chiều nay thì bắt đầu im gió rồi thì cho ong ăn bắt buộc phải cho, không con ong nó đói các bác, ngày hôm nay coi như nó không đi làm được. Và cái nguồn mật ở ngoài miền Bắc thì hiện tại thì nó không còn cái mật gì nữa rồi các bác. Đấy, nhiều các bác chạy lên rừng thì nó có tí mật rừng thì không phải cho ăn, nhưng mà ví dụ nuôi ở nhỏ lẻ như ở nhà chẳng hạn thì bắt buộc là phải cho ăn. Đấy, và cho ăn ấy thì tùy theo cái đàn của các bác, ví dụ như đàn này này em đang sử dụng cái mẫu máng là 1 lít. Thì ví dụ cái đàn này là đang ở thế ba cầu thì ví dụ các bác muốn cho ăn một lần nó lo luôn thì các bác cho nó đầy lên nhé, đầy luôn, 1 lít đầy luôn. Đấy, như thế là cho đầy luôn các bác. Đấy, còn ong thì vừa rồi thì cũng ví dụ đàn 4 cầu thì dụ xuống còn 3. Đấy, còn hoặc là nhiều đàn nó đẹp thì là vẫn để im các bác. Thế nhưng những hai đàn này thì nó rất là yếu. Yếu thì thứ nhất là phải cho là ăn, nói chung là em sẽ dồn cho ăn tầm khoảng 2 hôm là nghỉ. Cứ cho ăn 2 hôm liền là nghỉ, tầm khoảng tuần sau cho ăn lại được các bác. Bởi vì ở ngoài thì nó vẫn còn tí mật rừng vớ vẩn, hoa keo, hoa kiếc, mật lá keo ấy. Như ăn cho ăn được như thế này thì đàn ong nó sẽ lên được các bác này, để cho các bác là khai thác cái mật hoa bạch đàn được. Đấy, cũng chuẩn bị vào cái thời điểm mà khai thác hoa mật bạch đàn rồi. Đấy, sang bên đây. Đấy, còn phấn lúa lên thì con ong nó sẽ đẹp hơn các bác. Đấy, mật rừng được khai thác được mấy vòng nữa. Cũng tiếp tới nó có mật hoa xẻ ba thì không phải cho ăn mấy các bạn. Đàn nào mà nó thấp thấp thì các bác kê lên nhé, để cho ăn đầy một mảng luôn các bác. Đàn này này, hơi thấp rồi. Cho ăn này được thì trong cái thời điểm này nó nhiều phấn lắm các bác, thì đàn ong nó lên nhanh á. Này vẫn hơi thấp một chút các bác. Còn bác nào mà ví dụ mà có thời gian thì có thể là lấy cái cuốc rạc bằng phẳng bên dưới đi. Đấy, và chúng ta cho ăn một lần phát là nó đầy cái máng 1 lít thì nó tiện hơn các bác. Đấy, lần sau thì chúng ta cho ăn thì nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều. Bắt đầu lên là bằng đấy. Đấy, con ong thì đang lấy phấn về rồi nhiều lắm các bạn. Đàn này thì nó vẫn đang ở trên cái trạng thái là 5 cầu. Cho ăn thời điểm này thì nó không cắn nhau. Để em sang em bê cái thùng si rô đường ra đây nhé. Đây. Đàn này. Đàn này thì chúa trẻ này, quân rất là đông.
Đây đàn này thì cũng phải cây lên. Cây lên thì nó vuông, chúng ta cho ăn này một lần là ok thôi. Đợt này các bác nào ong cho ăn khỏe khỏe hay phấn nhiều thì các bác làm tướng cũng được nha. Đàn này còn đang cho ăn hơi vướng. Ong đói. Ok, tiếp tục đến đàn bên này các bác. Cho ăn loanh quanh nó cũng hết đến tối xong các bác. Đây, chỗ này em còn để tầm khoảng 20 đàn nữa thôi. Đây, đến đàn này. Ok, bây giờ thì em di chuyển sang bên khu vực bên kia để cho ong ăn tiếp đây các bác. Đấy, còn sau này trong cái thời điểm nó khai thác mật đi thì không phải cho ăn nữa các bác. Đấy, tầm cho ăn tầm khoảng 2 bữa thôi. Là một rừng nó lên thì không phải cho ăn nữa. Rồi chào các bác nhé.